Hiện có rất nhiều nhà hàng không chỉ ở Sài Gòn mà ở khắp nơi, tốn công tốn sức đem những đặc sản biển từ nơi xa xôi về, vừa phục vụ thực khách, vừa bằng các món ăn đặc sản, nhưng cũng để trưng bày cho khách chiêm ngưỡng. Cá đuối biển hiện được rất nhiều nhà hàng ưa chuộng bởi đơn giản, thịt cá đuối ngon, bổ và khi trưng bày cá đuối có những màn uốn lượn rất đẹp mắt. Cá đuối thân dẹp, hình rẻ quạt, đuôi dài, đầu nhỏ, thân cá đuối tròn và dẹp. Đặc điểm chung của cá đuối là xương sụn, hình dẹt, đầu thân, mắt, bụng xếp tròn nhìn trông giống chiếc quạt. Đuôi cá dài ra ngoài như cái cán quạt. Do thân cá được cấu tạo từ sụn cứng và đàn hồi nên thịt cá ngon và cho nhiều dinh dưỡng. Cá đuối còn là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn, thịt cá dai kèm theo sụn với phần da óng ánh, tươi xanh, phần thịt trắng tinh, cá đuối giàu đạm, nhiều chất bổ, thịt đã béo lại còn mùi thơm.